Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình sẽ chơi tám tựa đề game đang hot nhất hiện nay. Và mình mới tải được hai game là game Nitter, Singham và Party. Chúng ta cũng bắt đầu với game sôi sẵn nào. Ok, mình sẽ đổi màu áo cho dây. Mình sẽ chọn Chicky vậy. Bắt đầu ạ. Okay. Chúng ta đang chạy trốn khỏi bảo vệ ở đường ray khi kéo bệnh vào con tàu. Chúng ta đang có nhiệm vụ là thu thập 25 quả sao hỏa. Mình mới được 8 không? Ok. Và chúng ta được 1 quả. Ok, 1 quả chấm. Kiếm được sao lại cũng là hơi khó. Bây giờ mình chưa đi thấy được một sao lại. Ok. Đây, chúng ta có một cái nắm chặt rồi. Ta chạy một đoạn đường khá dài rồi không gặp được một cái sao một quả sao nào. Đây một quả. Lại 1500 tiền. Nào. Oh no. Chúng ta đã bị tóm. Ok, mình sẽ mở. Chúng ta được một đàn của ta. Tiếp theo mình chuyển sang game Airship Invader MarioRun. Chọn cần luôn luôn. Hey, I've been looking at the numbers here. What do you think? Ah, yes. Let me have a look. Come on, hold him off. Come on, then.
Chuyển sang game MarioRun. Ok, mình sẽ mở một số quà. Out.
chọn con cua đi. Bắt đầu thì cửa đầu tiên là bắt đầu. Chuyện thằng game mà sân cơ Euro anh bật não nào bắt đầu nào nào chúng ta nở ra để bỏ ra. Ta sẽ ăn những quả này, à, quả để phát triển. No. À, con cún nằm đuổi theo chúng ta. Khai chúng ta càng ngày lớn. Ok, chúng ta chiến thắng rồi. Tiếp theo mình chuyển sang game Tom Hero.
đâu nào. Ok, sẽ mở quà. Sương mù rồi, chắc là chú cũng leo vào. No way.
Yeah, right. No. This one's terrible. What have we here? Nobody likes that one. Ok, được một cao giác. Bây giờ mình chuyển sang game party. Party bắt đầu nào. Ok. No, no. Lại nào.
Ok, chúng ta chiến thắng rồi. Video của mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.